Vào lúc 5 giờ chiều thứ năm ngày mùng 5 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại sân vận động Jelora Punkarno nằm trong khu thể thao đa chức năng ở Jakarta. Đây là sân vận động lớn nhất Indonesia, cũng như một trong những sân vận động lớn nhất của Đông Nam Á, với 78.000 chỗ ngồi. Sân được xây tại trung tâm Jakarta để tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á và được khánh thành lần đầu tiên vào năm 1962 với 110.000 chỗ ngồi, sân được đặt tên Sukarno, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Indonesia, người chịu trách nhiệm xây dựng khu phức hợp. Ngày nay, đây là nơi chủ yếu tổ chức các trận đấu bóng đá của đội tuyển quốc gia. Vào khoảng 4 giờ chiều, Đức Thánh cha rời tòa sứ thần, đi xe đến sân vận động cách đó 9 km. Đến nơi, Đức Thánh Cha đi xem môi trần vòng quanh sân Magyar để chào các tín hữu hiện diện tại đó. Sau đó, Ngài tiến vào sân vận động chính Yelora Karno, nơi có khoảng 60.000 tín hữu hiện diện chào đón Ngài và tham dự thánh lễ. Thánh lễ kính nhớ Thánh Teresa Cancuta được cử hành bằng tiếng Latin và tiếng Indonesia. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói với những người tham dự thánh lễ. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống hai thái độ nền tảng là những điều giúp chúng ta trở thành môn đệ của Người, lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa, lời cứu độ, lời hướng dẫn chúng ta tìm ý nghĩa đích thực cho cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là phải sống lời đã nhận được để lời Chúa rơi vào tâm hồn và thay đổi cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của chúng ta. Ngài khích lệ mọi người hãy can đảm, chấp nhận rủi ro, bất chấp khó khăn, làm việc vì tình huynh đệ và hòa bình, dù đôi khi chúng ta không nhìn thấy kết quả. Và Đức Thánh Cha suy tư về hai thái độ cốt yếu này, lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa, theo bài tin mừng vừa được công bố. Trước hết, lắng nghe lời Chúa. Từ sự kiện nhiều người đã kéo đến với Chúa Giêsu và đám đông vây quanh người để lắng nghe lời Thiên Chúa Đức Thánh Cha nhận định, họ tìm kiếm người, họ đói khát lời Chúa, và họ nghe lời ấy vang vọng trong lời của Chúa Giêsu. Cảnh tượng này, theo Đức Thánh Cha, nói với chúng ta rằng, tâm hồn con người luôn luôn tìm kiếm một sự thật có khả năng nuôi sống và thỏa mãn niềm khao khát hạnh phúc của họ. Chúng ta luôn cần một ánh sáng từ trên cao chiếu soi bước đi của chúng ta, cần một nguồn nước hàng sống để có thể làm dịu đi cơn khát của sa mạc tâm hồn cần một niềm an nội không làm thất vọng, vì nó đến từ trời cao, chứ không phải từ những thứ phù du dưới thế. giữa sự hỗn loạn và phù phiếm của ngôn từ loài người, cần có lời Thiên Chúa, lời duy nhất là kim chỉ nam cho cuộc hành trình của chúng ta, lời duy nhất có thể dẫn chúng ta quay trở lại ý nghĩa đích thực của cuộc sống giữa biết bao thương tích và lạc hướng. Đức Thằng Cha nhắc nhở: nhiệm vụ đầu tiên của người môn đệ không phải là khoác chiếc áo tôn giáo bề ngoài hoàn hảo hay là làm những việc phi thường hoặc tham gia vào những công việc to lớn. Ngược lại, bước đầu tiên chính là biết cách lắng nghe. Lời duy nhất có thể cứu độ là lời của Chúa Giêsu. Do đó, đời sống đức tin của chúng ta bắt đầu khi chúng ta khiêm nhường chào đón Chúa Giêsu lên con thuyền cuộc đời của chúng ta, dành chỗ cho người, lắng nghe lời người và để mình được lời người chất vấn, bị lay động và biến đổi bởi lời ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp Lời Chúa yêu cầu được nhập thể một cách cụ thể trong chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi sống lời Chúa, như Chúa Giêsu đã thúc giục ông Phêrô dám chấp nhận mạo hiểm khi tin tưởng vào lời Chúa. Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Lời Chúa không thể mãi chỉ là một ý tưởng trừu tượng, đẹp đẽ hay chỉ khơi dậy cảm xúc nhất thời. Lời Chúa đòi chúng ta thay đổi cái nhìn để tâm hồn chúng ta được biến đổi theo hình ảnh của Chúa Kitô lời mời gọi chúng ta can đảm thả lưới tin mừng giữa biển cả thế giới chấp nhận mạo hiểm sống tình yêu thương mà người đã dạy chúng ta và người đã sống trước với sức mạnh cháy bỏng của lời người chúa cũng yêu cầu chúng ta ra khơi tách mình khỏi bờ biển trì trệ của những thói quen xấu của sợ hãi và sự tầm thường để dám sống một cuộc sống mới theo đức thánh cha luôn có những trở ngại và lý do để chúng ta nói không nhưng chúng ta hãy theo cách của ông Phêrô, dù vừa trải qua một đêm khó khăn, không đánh bắt được gì, mệt mỏi và thất vọng, nhưng thay vì tiếp tục thụ động trong sự trống rỗng đó và bị cản trở bởi thất bại của chính mình, ông nói: "Thưa thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới." Do đó, Đức Thánh Cha củng cố các tín hữu dù chúng ta phải đối mặt với nhiều công việc trong cuộc sống hàng ngày đứng trước lời kêu gọi mà tất cả chúng ta đều cảm thấy là xây dựng một xã hội công bằng hơn tiến tới con đường hòa bình và đối thoại điều vốn đã được indonesia quan tâm từ rất lâu đôi khi chúng ta có thể cảm thấy thiếu sót cảm thấy sức nặng của sự cam kết và dấn thân của chúng ta nhưng điều không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong muốn hoặc những sai lầm của chúng ta những điều dường như khiến cuộc hành trình bị dừng lại. Nhưng cùng với sự khiêm nhường và đức tin như Thánh Phaero, chúng ta cũng được yêu cầu đừng tiếp tục là tù nhân của những thất bại của mình. Thay vì cứ dán mắt vào những tấm lưới trống rỗng, hãy nhìn lên Chúa Giêsu và tin tưởng vào người. Chúng ta luôn có thể chấp nhận mạo hiểm để ra khơi và thả lưới lần nữa. Ngay cả khi chúng ta phải trải qua một đêm thất bại, khoảng thời gian thất vọng mà chúng ta chẳng bắt được gì. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Teresa Cancuta, người đã không mệt mỏi chăm sóc những người nghèo khổ nhất và cổ võ hòa bình và đối thoại. Người đã nói, khi chúng ta không có gì để cho đi, chúng ta hãy cho sự không có gì đó. Và hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn không thu hoạch được gì, thì cũng đừng bao giờ mệt mỏi gieo hạt từ lời của mẹ teresa đức thánh cha khích lệ các tín hữu toàn thể indonesia đừng mệt mỏi ra khơi và thả lưới đừng mệt mỏi tiếp tục mơ ước và xây dựng một nền văn minh hòa bình hãy luôn dám ước mơ về tình huynh đệ dựa vào lời chúa tôi khuyến khích anh chị em gieo trồng tình yêu trung thành đi theo con đường đối thoại tiếp tục thực hành lòng nhân hậu và nhân ái với nụ cười điển hình đặc trưng của anh chị em hãy trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình. Và như vậy, anh chị em sẽ lan tỏa hương thơm hy vọng xung quanh mình. Ngài mời gọi, anh chị em hãy cùng nhau bước đi vì thiện ích của giáo hội và xã hội. Hãy là những người xây dựng niềm hy vọng, niềm hy vọng của tin mừng, một hy vọng không làm thất vọng và mở ra cho chúng ta niềm vui bất tận. Vào cuối thành lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Ignatius, các giám mục linh mục và phó tế, các tu sĩ nam nữ và tất cả các thiện nguyện viên. Ngài cũng cảm ơn những người già, người bệnh và những người đau khổ đã dâng lời cầu nguyện cho ngài. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đón tiếp tuyệt vời dành cho ngài và lặp lại lời cảm ơn tổng thống Indonesia, các cơ quan dân sự và lực lượng cảnh sát và toàn thể người dân Indonesia. Cuối cùng, Đức Thánh cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các tín hữu Indonesia và giúp cho họ lớn lên và kiên trì trong hòa bình và tình yêu thương huynh đệ. Sau đó, Đức Hồng Y Suhario Hadiyot Modio cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha. Đối với chúng con, cuộc viếng thăm Indonesia của Ngài là một bằng chứng về tình yêu của Ngài, không chỉ đối với cộng đồng công giáo địa phương mà còn đối với đất nước của chúng con. Cuộc hành hương của Ngài dài ngày và chắc chắn là mệt mỏi. Tuy nhiên, Ngài đã đến thăm chúng con và chúc lành cho chúng con cũng như đất nước của chúng con. Chúng con, những người công giáo, cùng với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, hân hoan về cuộc viếng thăm của Ngài. Tóm tắt thông điệp của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm Indonesia trong ba từ chủ đề của cuộc viếng thăm. Đức tin, tình huynh đệ và sự cảm thông. Đức Hồng Y nhận định, dấu hiệu của tình huynh đệ đích thực là một thái độ cảm thương, thể hiện qua sự quan tâm đặc biệt đến những người nhỏ bé, yếu đuối, nghèo khổ, bị gạt ra ngoài lề xã hội, người khuyết tật và trái đất đau khổ, ngôi nhà chung của chúng ta. Và Đức Hồng Y đại diện cho Kitô Hữu Indonesia hứa rằng sẽ tiếp tục phát triển trong đức tin, tình huynh đệ và lòng trắc ẩn, toàn theo những giáo huấn của giáo hội và sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, nghĩa là đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi phát triển hướng tới sự trọn hảo của tình yêu, sự thánh thiện và sự viên mãn của đời sống Kitô Tô Hữu trong khi xin Đức Thánh Cha cầu nguyện và chúc lành cho các tiền hữu và đất nước Indonesia. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Jakarta cũng thưa với Đức Thánh Cha rằng, những người công giáo Indonesia sẽ luôn cầu nguyện cho Ngài. Sau thành lễ, Đức Thánh Cha trở về Tòa Sứ Thần để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Ngày mai, thứ Sáu ngày mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ từ giã Jakarta, Indonesia để bắt đầu cuộc viếng thăm tại Papua New Guinea với chặng dừng đầu tiên là thủ đô Port Moresby.